Chào mừng quý anh chị đến kênh Bonsai Ốc Vũ, kênh chuyên về Linh Sam. Thì hôm nay mình làm cái video là nói chung là chào hàng thôi, chứ không phải là đăng mã số bán, tại vì những cái cây này phải sắp xếp cái mã số lên cho anh chị em mình. Không biết là chiều nay 6 giờ ngày 22 tháng 9 nó có kịp lên video không, nhưng mà nếu mà trường hợp hôm nay mà lên không kịp thì ngày mai anh chị em mình ngày mai sẽ có cái mã số, tại vì mình đang tính toán là có nhiều anh em có nhu cầu mua lẻ và nhiều anh em có mua nhu cầu mua show. Nhưng mà đầu tiên cái cây thì về mình phải làm đế làm đồ lại, dao thì có thể ủ sơ dừa ha, còn về anh chị em mình tộn sơ dừa vỏ tấu để mình nuôi luôn. Chứ bây giờ để nguyên cái bầu đất là thứ nhất nó nặng, thứ hai là về á, cái cây mà anh chị em mình á, nếu mà bỏ để bầu đất mà nó dính lô vô như thế này đây nè, thì bà con mình nuôi nó không có hiệu quả ha, không hiệu quả. Khi mà giao có bầu đất thì anh chị em mình rất là thích, nhưng mà nuôi lâu dài nó không hiệu quả đối với cái cây. Cho nên là khi mà anh chị em mình mua của ai cũng vậy ha, về khựi hết mấy bầu đất và cắt rễ hết, để chi, để cho cái cây nó sống khỏe cho bà con mình. Thì như những video trước á, thì anh chị em mình thấy là mình xử lý đế đối với những cây đế điều. Có một số anh chị em mình vô bình luận nói cây linh sam cặm rễ cặm cây nó vẫn sống, thì cái đó là đúng. Nhưng mà đối với trường hợp cái cây nó cặm á bà con mình, thì nếu mà cái cây cặm cành dâm nó chết thì thôi không có sao, giá trị nó thấp. Nếu mà cái cây sống thì mình ăn, chết thì thôi. Nhưng mà đối với cây khác, cây này thì em cũng phân cũng vừa, cũng chưa có dám phân phân nhiều ha. Mức độ mà để làm bầu thế này đây là cũng tương đối được nghe, chứ không phải là cắt quá gần. Thì để mình nhờ bạn đo một vài hoành cho bà con mình. Thì đo cái hoành to to này giùm cái chánh. Đây đo đo tham khảo thôi nha bà con mình, để cho anh chị em mình biết cái lô cây này nó bao lớn ha. 48 đó. À, còn nhiều cây bự nữa kìa. Đó, cây như cây vậy đi. Rồi, đo cây nạc đó đi. Đo ngay cái eo đi. Đo ngay eo nha, 30 ha. Rồi, thì cái lô cây này có những cây nó bự hơn lô cây này nữa. Cây này nó đi. Cây này to nè, hai thân ha. 55 nè bà con, chưa, từ từ để nghĩ vô nè. 55 nè. Thì thường thường thì những cái lô cây như thế này đây thì ít ai có khả năng mà mua show hết bà con mình ha. Nếu mà anh chị em mình mua mua show là em sẵn sàng chào giá 1 triệu luôn bà con mình. Nó là mua show. Nhưng mà mua lựa hoặc là mua mua lẻ thì để mình phân ra. Ví dụ như cái lô nhỏ nó như thế nào, rồi cái lẻ từ cây nó ra sao. Chứ bây giờ người bán là quan trọng là muốn muốn bán cho cái số lượng nhiều, thì cũng có một số khách hàng có nhu cầu mua nhiều, cũng có số khách hàng mua lẻ, thì để đáp đáp ứng ở đầu ra thì em sẽ phân ra nhiều loại ha, loại nào lẻ loại nào lô nha, ưu tiên những anh chị em mình hốt hết ha. Thì khả năng mà hốt hết thì rất là khó, mình vẫn biết bà con mình. Nhưng mà để lên lô thì trước tiên phải dọn như vậy nè. Cây thì em để dưới lưới lan ha, nó không có mất sức. Và lúc nào nó cũng ướt như vậy ha. Dọn xong bắt đầu mình chào hàng. Hình thức giao hàng thì nếu mà bà con mình mua nhiều quá thì sẽ giao bằng xe tải ha. Còn mua lẻ thì bỏ vô thùng thùng nhựa hoặc là quấn bao á, rồi mình bỏ sơ dừa vô để mình giữ ẩm nâng đi ha. Những cây này đây, những cái cây phôi ấy, thì để mình quay những cái phôi mà lô trước cho bà con mình coi. Đây những cái lô lô trước mình vô á, thì đây ba cây này, mấy cây này là người bạn gửi nè, cho nên là nó như vậy nó sống hết ha. Sơ dừa vỏ tấu nè, những cái cây này thì lúc trước á, là cái lô này thì bà con mình thấy cắt rễ hết, cắt rễ hết rồi mới vô là sống trăm tâm, là ba cây. Ba cây này là số số 2, số 5 và số 4 là một chủ đó bà con mình
Thì anh có coi thì anh coi giùm em ba cái cây của anh hôm nay nó ra được nè. Thì như mình nói là thường thường những cây này mình không có khuyến khích anh chị em mình cắt thân liền nha, cứ để về nuôi cho sống khỏe rồi sau này mình muốn cắt thân thân thì cắt ha. Cái dòng này là dòng lá lớn siêu bông thì rất là dễ sống ha. Bà con mình có xem video hướng dẫn chia sẻ kỹ thuật á thì coi video lúc 12 giờ bữa nay ngày 22 tháng 10 á, chất trồng cây linh sam nè, chất trồng cây mùi quế nè, rồi giai đoạn nào mình nên làm cái gì ha, giai đoạn nào mình nên chọn cái chất trồng gì, thì không phải là cái nào nó cũng sơ vừa vỏ tấu đâu ha bà con mình nha. Ví dụ đối với những cây phôi như thế này đây thì sơ vừa vỏ tấu thôi, có cát cũng được nha, tại linh sam thì, nhưng mà đối với em thì em không bỏ cát vô, tại bỏ cát vô nếu mà ship cho bà con mình nó rất là nặng ha. Những cái cây này thì để hôm nay mình sẽ đem ra nắng luôn để cho cái tấm bãi dành cái lô này cho bà con mình. Và số anh em mình ở gần á thì có thể tới nhà vườn lựa, địa chỉ là xã Hòa Nghĩa, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre, thì lựa cây nào mình sẽ báo giá ngay cái cây đó. Ở đây nhà vườn em không có báo khoảng khoảng nha, tại vì báo khoảng mà con mình cũng không biết đâu. Ví dụ mình sẽ nói với giá là từ 100 ngàn đến 5 triệu thì bà con mình cũng không có biết cái cây nào là 100 ngàn, cây nào là 4 5 triệu, cho nên là anh chị em mình nếu tới nhà vườn thích cây nào báo giá ngay cây đó luôn là anh em mình tự động đánh giá được, chứ anh em mình bình luận nó nhiêu một cây hay là không bao giờ mà biết được cái giá, tại vì giá mà giá cây thì bà con mình biết là giá mua số lượng, ví dụ như báo một cây nó khác, mua 10 cây nó khác, 100 cây nó khác, bà con mình anh em mình thông cảm cái vấn đề giá cả ha. Đó thì bên mình đang đang làm bầu như thế này đây nè, tại vì nó xịt ra rồi bắt đầu là những cái rễ như thế này đây, cắt cắt xong là bắt đầu bên em sẽ chào bán cho quý anh chị mình đó. Rồi nếu mà giả dụ như bán không được thì bên em sẽ tiến hành vô bầu luôn đó, những cái rễ dập rễ hư vậy đó là cắt hết. Thì đây coi vậy, cây nó bự lấy cái tay bóp vô cái gốc giùm mình đó, to nha bà con mình, lại quay ở góc đó. Rồi thì kênh bông sao Úc Vũ, kênh chuyên về cây linh sam, thì hiện nay là ngày mai, nói chung là khoảng 3 ngày nữa thì em sẽ bứng một lô nữa ha bà con mình nha, 3 ngày nữa mình sẽ bứng một lô nữa, anh chị em mình có điều kiện sắp xếp đến vườn xem lựa thì không thể nào để nguyên tàn nha. Những cái cây này là nó cao tầm 3 mét có nha, mình có quay những cái video trước cho bà con mình, thì số anh chị em mình nói cắt tàn rất là ổn. Thì những cái cây này đây em còn cắt thân nữa nha, ví dụ như những cây này đi còn xử lý thân một lần nữa, tức là coi hình dáng của cái thân nó như thế nào có thể cắt ra một lần nữa đó, cho bà con mình tham khảo ha. Đây rồi, số điện thoại của em là 0987 557 550, địa chỉ là xã Hòa Nghĩa, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre. Bà con và anh em mình có mua số lượng lớn mua đi bán lại thì giá cực kỳ rẻ ha bà con mình nha.